chịu xuống chùa. Chúng ta nói những cái lưới giăng đó, những con cá nhỏ dính hết, còn mấy con cá bự đó nó tông đứt lưới nó mà chạy. Mà con cá bự là gì? Quý Phật tử, những người nào khôn có phước báo thì hưởng, còn người nào có ngu thì phải ở tù. Người khôn thì ăn trước, người chơi, người dạy thì ra đứng ngay bên cục đình. Mà tại sao mình dạy? Tại sao người ta khôn, người ta có phước báo? Bởi vì người ta có tu, người ta có giữ giới. Còn mình không tu, không giữ giới thì không có phước báo, đó là dĩ nhiên rồi. Mà ai tu cho mình? Thì chết mình. Mà tu tới có phước báo rồi thì giàu có, thông minh, sáng suốt. Để rồi chi nữa? Hưởng thụ. Hưởng thụ thì sao? Hết phước. Hết phước thì sao? Xuống địa ngục lại. Mấy ông lớn, mấy ông tổng thống như ông Diệm này kia là phước báo dữ lắm, thông minh vô cùng. Hưởng thụ làm ác, giết Phật giáo mấy tăng sĩ rồi có mấy ngàn người. Bây giờ nằm ở đâu? Xuống địa ngục. Hồi xưa thì quá cao, xuống quá thấp. Mà nếu ông chịu bỏ nai vàng đi tu thì ông thành Phật. Con người thông minh thì dễ tu, mà dễ làm ác. Thành ra Đức Phật nó sợ, không sợ địa ngục ngạ quỷ mà sợ người trời. Thế là mấy bà là đáng sợ nhất. Tôi nói đừng có giận tôi. Nếu mà ông bà muốn làm Phật thì làm rất là mau. Con người thông minh vô cùng, đây là ngu, đâu phải ngu, thông minh. Mà thông minh mà chịu làm ác đó, không ai mà hơn mấy ông mấy bà đâu. Tính toán dữ lắm. Người ta thì một người giết người thôi, mấy ông bà chịu giết là giết tập thể đấy. Cũng như hồi xưa đó, người ta ngu thấy người ta ra trận đánh một người giết người. Còn bây giờ một ông tổng thống có thể giết hàng triệu người, giết luôn có quả địa cầu này. Ông ngồi một chỗ thôi, ông chỉ nhận nút một cái là quả địa cầu được tiêu liệu. Tổng thống Nga, tổng thống Mỹ nếu chịu một cái là quả địa cầu được tiêu, thì ông sẽ ở địa ngục đời đời. Thành ra tôi mới là mấy ông mấy bà mới hiểu cái ý tôi. Tôi không chịu mấy ông bà làm phước, mà tôi muốn tu qua trí huệ. Thì ai mà phước báo bằng mấy ông mấy bà cúng dường hồi xưa giờ đầy nhóc rồi, thì quý vị sẽ thông minh sáng suốt. Quý vị niệm Phật đếm từ 1 tới 10 niệm Phật, khỏi đếm, khỏi cần niệm Phật, không ai qua quý vị đâu. Cái quyền lực quý vị sẽ rất mạnh, quý vị sẽ rất là thông minh. Quý vị ra làm việc sẽ giàu sang, quan quyền vua chúa, sự sung sướng thanh nhàn của cõi trời chắc chắn là phải vậy. Và nếu quý vị thêm cái phát nguyện là quý vị về cõi Phật. Còn người ta tu muốn chết mà cái tạp niệm hoài, dầu có phát nguyện cũng không về được, bởi vì người ta là 4 đường ác. Còn quý vị muốn về là về, nhưng quý vị nó hơi cõi Phật, cõi này nó cõi trời sung sướng, được hưởng đủ thứ tiện nghi này kia, ăn sung mặc sướng, về đó anh chi cho cực. Ở lại hưởng, hưởng thì hết. Phải có hưởng là có hết. Thành ra trong kinh nói hữu phước bất khả hưởng tận, hữu thế bất khả ý tận. Phải có thế lực ý tận rồi, sau khi mà hưu trí rồi mấy tụi nhỏ lên nó chửi ăn hiếp lại. Còn có phước báo hưởng tận rồi nghèo lại không ai ngó hết. Rồi đó mình bón xén. Thành ra cái đạo Phật rất hay. Đức Phật khuyên những người nghèo đó nên bố thí. Rồi mới tôi xuất gia tôi không hiểu, nghèo bố thí cái gì? Nghèo sạc mồng tơi không có, các bạn bố thí cái gì? Nhưng mà không ngờ đạo tật không đặt trên vấn đề vật chất, đặt trên vấn đề cái hiểu biết của mình, cái tâm của mình. Sở dĩ mình nghèo là bỏng sẻn, kiếp trước bỏng sẻn, kiếp này hà tiện, rích rống. Vì rích rống nghèo cho cái nghiệp nó đeo theo. Bây giờ rít đống nữa là khi sao sanh nghèo nữa, dài dài. Bố thí là bố thí cái gì? Chúng ta thấy Xá Lợi Phất xin có bà lão ăn mày đó. Nói con nghèo quá ngài ơi, tôi không có cái gì bố thí cho ngài hết. Xá Lợi Phất nói bà bố thí cái nghèo cho tôi. Thì bà lão kỳ, ông này ông nói chuyện kỳ. Cái nghèo làm sao bố thí? Là bố thí cái tâm của bà. Một ngày bà đi xin được bao nhiêu? Có 2 đồng xu, con ăn bữa trưa bữa chiều nhịn đói. Thôi giờ bà nhịn một bữa bà bố thí cho tôi được không?
có 2 xu mà ngài lấy làm cái gì? Không đủ đem cái cục kẹo cho ngài nhai. Ấy, bố thí cái tâm của bà. Một người có 10 tỷ mà bố thí 8 tỷ dễ thôi. Một người có 2 đồng xu, bố thí 2 đồng xu thì cái phước báo gấp cả 100 triệu lần người có 10 tỷ mà bố thí 8 tỷ. Thì chúng ta lấy làm lạ, trời ơi 8 tỷ mà cái phước báo không bằng 2 đồng xu. Phước báo gấp tỷ lần. Thành ra mình không hiểu đạo Phật thì mình thấy nó kỳ lạ. Mà bố thí vậy thì kiếp sau làm sao? Bà lão này chết kiếp sau làm hoàng hậu. Có 2 xu mà sanh lên làm hoàng hậu. Rồi sau là bà ngồi thiền, bà tu, bà biết được tiền kiếp. Bà biết hồi trước mình bố thí 2 xu. Mà lên hoàng hậu, bây giờ mình bố thí xin nhà vua. Trong nhà vua có 10 cái kho vàng, kim cang, hột xoàn. Bà hoàng hậu bà mới xin 1 kho. Nhà vua cho liền còn lại 9 kho. Đem hết 1 kho rồi bố thí cho dân. Mới gặp vị thiền sư ở trên núi mới hỏi, hồi trưa tôi ngồi thiền, tôi nhớ cái tiền kiếp tôi là bà lão ăn mài, bố thí 2 xu, tôi là hoàng hậu. Bây giờ tôi bố thí hết 1 cái kho, trong kho, trong vua có 10 kho, bố thí 1 kho. Kiếp sau tôi có phước báo cỡ nào? Nếu phước báo của bà không bằng 1 phần tỷ của bà lão ăn mài. Nó lạ coi luôn vậy. Mà không nghe là bố thí ở cái tâm. Cái tâm là cái gì? Là cái hiểu biết, là cái linh hồn của quý vị. Cái này không chết, nó đời đời kiếp kiếp nó còn, và nó sẽ mang cái xác thân mới. Cái tâm tôi là cái tâm máu cờ bạc, thì tôi đi đánh bại là cái thân. Mà có cái tâm tôi sai tôi mới đi đánh được. Còn nếu Phật tử mà kêu đi đánh bài là cái tâm nó không có cho. Tôi giữ 9 giới rồi, đến bài sư ha sư đầy chết, tao không cho mày đi, thì cái chân dám đi không? Còn quý vị có máu cờ bạc thì cái nó nổi lên rồi, cái tâm nó ơi cờ bạc sướng à. Tôi nhớ đó, tôi vô nó đánh say mê như là hút xì ke, thôi đi, cái chân nó không đi, ngày phải đi, thì cái chân nó phải riêu riêu nghe theo. Thành ra cái nhận thức, cái hiểu biết của chúng ta là cái quan trọng nhất trong cuộc sống này. Chúng ta có thể giết người đó chết mà cái nhận thức này không đụng tới nó được. Chúng ta có thể đập bỏ cái bóng đèn nhưng mà cái luồng điện không mất, nó sẽ đi mang cái bóng đèn khác. Chúng ta phải hiểu như vậy. Thành ra cái tâm không bao giờ chết mà nó ở đâu? Nếu sự không chỉ được là nó không có, thì giống như nãy tôi nói, cái gì mà vô hình, cái đó mới chỉ huy cái hữu hình. Cái người khôn là khôn gì? Đâu phải khôn trên xác thân này, mà khôn trên cái hiểu biết của họ. Mà cái hiểu biết ra làm sao? Sư nó ở đâu? Đầu hàng. Hiểu biết thì nó nằm bàn bạc trên không gian này. Những cái gì tôi làm tội ác tôi học hồi lúc nhỏ còn không? Nếu không còn, bây giờ tôi hỏi cái gì cho năm ngoái ở đây quý vị nghe tôi giảng cái gì? Quý vị nhớ lại nó ở đâu? Nó bao lớn, nó ra sao? Nó hình tướng. Quý vị đập cái ốc này nhớ lại, có khi nhớ, có khi quên. Rồi những chuyện lúc quý vị còn đi học, còn 7-8 tuổi con nít, quý vị vô mà phá đám vô, ăn cắp xoài của người ta, bây giờ quý vị có thể nhớ lại được. Nó ở đâu? Thì nó ở trong tâm, mà tâm ở đâu? Nó nằm trên không gian này. Cái luồng điện sao thì cái tâm nó na ná như vậy. Khi quý vị cúp điện rồi, tắt máy đèn rồi, thì luồng điện nó đi đâu? Thì nó trở về không gian. Rồi khi mà có máy đèn đủ điều kiện rồi, thì cái luồng điện trên không gian này nó mượn cái máy đèn nó phát hiện, thì nó trên không gian vẫn còn. Khi quý vị chết rồi, cái thần thức, cái linh hồn quý vị vẫn còn trong xác thân. Nhưng mà bóng đèn đứt rồi thì nó không phát hiện ánh sáng được, nó không thấy, không nghe, không ngửi, không nếm nữa. Nhưng mà nó vẫn còn đó. Thì nó đi tìm cái thể xác khác để có bóng đèn, có bàn ủi, có quạt máy nó phát hiện trở lại. Thì cái đó quý vị phải ngồi thiền cho sâu, quý vị sẽ thấy. Thành ra bây giờ quý vị sống làm sao thì chết như vậy. Nếu quý vị sống rồi, quý vị có tu làm cho cái luồng điện của mình 220 mạnh hơn, chứ không phải 101 nữa, thì quý vị sẽ phát ra ánh sáng mạnh hơn. Thì cái đó là do mình tu tập chứ.
Mà muốn cho cái luồng điện mạnh, muốn cho vậy thì phải làm sao? Thì cái thân phải giữ giới cho kỹ. Giữ giới càng cao thì cái tâm quý vị càng thanh tịnh, mà thanh tịnh thì càng mạnh mẽ. Mà tâm thanh tịnh mạnh mẽ thì sao? Thì ánh sáng luồng điện nó càng tỏa mạnh hơn. Thành ra giới, định và thông minh, trí huệ nó dính liền nhau. Thành ra cái đầu tiên là phải giữ giới cho kỹ, rồi phải tập niệm Phật, đếm từ 1 tới 10 niệm Phật khỏi đếm, thì cái định này còn yếu xìu. Chừng nào mà nó vô linh hồn nhốc hết, tự nhiên nó tràn ra, thì bây giờ mạnh rồi đấy. Thì mạnh quý vị sẽ quán cuộc đời là vô thường, vô ngã, khổ đau. Tất cả cuộc sống này đời là duyên khởi. Người thông minh sẽ giải quyết vấn đề thông minh, thì con người đó sẽ giàu sang, quan quyền, vua chúa, sự sung sướng thanh nhàn của cõi trời. Mà dừng ở đây hưởng thụ, luân hồi trở lại. Bây giờ bắt đầu qua đạo Phật được. Qua đạo Phật thì không có tu từ từ, không cải sửa, không lai rai nữa. Thì ngay cái thông minh này phải nhận được cái thông minh là cái sanh tử, nhưng mà sanh tử cao thượng. Thì có thiện trí thức, có đức thánh nhân chỉ mà cái mình nhận lại cái bất tử ngay trong cái sanh tử này. Thì chuyện này là chuyện khác nữa. Để khi khác tôi giảng cái này nha. Để tôi nói rằng cái khó đạo Phật là ở chỗ đó. Thì quý vị gặp tôi dài dài đi, rồi tôi hé một chút, hé một chút, hé một chút, và nhiều lần quý vị sẽ hiểu được. Thì qua cái đạo Phật là quý vị phải có một sự thao thức, có một sự trăn trở với nó, có một sự bất mãn cùng cực, chứ không ai làm cho quý vị thấy được hết. Quý vị càng đi tìm cái bất tử, càng đi tìm đạo Phật thì quý vị càng xa. Cũng như ở trên cái dòng nước linh hồn mà sống, nó đi tìm nước 1000 năm cũng không gặp nước. Càng đi tìm chừng nào thì nó càng tạo những cái lượng sống khác chừng ấy, mà sống không phải là nước. Chừng nào nó biết rằng cái lượng sống là bất lực trên con đường đi tìm dòng nước thì nó dừng lại. Thì lúc bây giờ là dòng nước. Khi quý vị phát tha thiết đi tìm niết bàn, càng tìm chừng nào thì càng hiện ra niết bàn giả nhiều chừng ấy. Thì cái tìm là giọng, mà càng tìm là càng giọng thì cái dòng nước nó càng sao động nhiều chừng ấy, thì lượng sống càng vô số, thì làm sao nhìn thấy dòng nước. Dòng nước là cái nền tảng để sanh ra lượng sống, mà bây giờ mình càng sao động đi tìm cái dòng nước, mà càng đi tìm dòng nước thì càng che khuất dòng nước. Còn biết là cái lượng sống là bất lực trên vấn đề đi tìm dòng nước, thì lượng sống nó im bặt đi, nó không còn nổi sống nữa. Không còn nổi sống thì cái gì? Nó là dòng nước. Thành ra cái niết bàn không thể đi tìm được, mà nó sẽ đến quý vị khi cái tâm quý vị hết mong cầu, hết sao động. Thì khi dừng sao động đó là dòng nước. Nghe thì dễ, nhưng mà tôi đố quý vị dừng cái sao động được. Cái sao động là cái gì? Là cái ham muốn, là cái ghiền, là cái dính mắc. Bây giờ ở đây quý vị có ai mà khỏi ghiền không? Ai không ghiền đưa tay lên tôi coi nè. Sống từ nhỏ tới bây giờ chưa từng ghiền cái gì hết, chưa từng dính mắc cái gì hết. Không ghiền trà, không ghiền rượu, thì ghiền đàn bà. Đủ thứ ghiền hết. Ghiền cà phê, ghiền thuốc lá, ghiền coi đá banh quốc tế, ghiền cờ bạc, ghiền đủ thứ, thích đủ thứ. Mà hãy ghiền nhiều quá thì sanh vào cảnh giới xấu. Mà ghiền ít, ghiền những cái cao thượng, ghiền đi du lịch, ghiền đi xem cảnh, ghiền những cái mà cao thượng hơn, ghiền văn thơ, ghiền quả sĩ, thì sanh vào cảnh giới văn thơ, cảnh giới cao thượng. Cảnh giới cao thượng là cái xiềng vàng, rồi cảnh giới cờ bạc gọi là xiềng sắt, xiềng xếp, thì rốt cuộc vẫn nằm trong cái xiềng. Tôi muốn chết với đạo Phật ở chỗ này. Hồi xưa thì ở ngoài đời đó, tôi chưa đi tu thì nào là tôi ghiền cà phê,
Thuốc lá tôi chưa có hút, hồi nhỏ lúc nào không có biết hút. Rồi đi chơi riết rồi không chịu uống rượu, thì mấy ông thầy giáo thốc thốc riết uống bia, bắt đầu muốn nghiện bia. Rồi đi chơi tùm lum cái càng ngày càng xuống dốc. Thì hồi đó là người nữ đau khổ, hồi đó hai bên đánh nhau kịch liệt. Mấy ông thanh niên chết lên khên. Mấy cô trẻ trẻ đó 16, 17, 18, 19, 20, quá chồng cả đống. Thì mấy thầy giáo o vô một ông 4-5 bà. Tôi nói nó vô tới xuống trường học nó đánh ghen, tôi nói nhờ cái đó mà tôi mới đi tu. Tôi thấy cuộc đời không có sung sướng được. Hồi đó chết mà cỡ 16, 17, 18 mà có chồng mà mới có một con hay chưa con, nó đẹp vô cùng, nó hấp dẫn vô cùng. Hồi đó người xưa người ta mới la là một trà, một rượu, một đàn bà, ba cái lăng nhăng nó quấy ta. Chừa được cái nào thì hay cái nấy, làm sao mà chừa. Nó hấp dẫn vô cùng, cái hoàn cảnh cuộc đời nó chiếu ghẹo, nhất là thời buổi này. Thì dính vô một cái là suốt đời luân hồi. Mà vượt lên nó làm sao vượt. Thành ra tôi thấy một vị thiền sư mà bên Nam Tông viết cái bài tôi thấy thức cười. Tôi nói ấu trĩ con nít, mình có người yêu, có ý trung nhân, mà đẹp quá thì mình ghen. Mình thấy nó nói chuyện với ai, với đàn ông nào đẹp trai cái mình ghen, mình tức. Bây giờ muốn hết tức quý vị làm sao? Ông trả lời một câu tôi thấy xanh lè. Tôi nói cái ông này dốt. Thiền sư gì mà kể. Thì mình lý dĩ là hết. Tôi nói trời đất, vậy là không có biết cái gì hết. Vì mình thương vợ, vợ đẹp thì nói người ta mình ghen. Bây giờ lý dĩ là hết. Hết không? Mình thương người đó đâu phải ở cái xác thân, ở tâm mình. Cái phút ban đầu lưu luyến ấy, ngàn năm hồ dễ mấy ai quên, làm sao quên được. Đi cũng nhớ, ngồi cũng nhớ, nằm cũng nhớ. Tôi cũng bị cái đó rồi, lúc còn trai trẻ đi dạy làm hiệu trưởng. Thì thương rồi đó thì mình biết là đi vào cái khổ nhất. Mà hồi lúc đó chưa biết đạo Phật, chưa coi kinh thì không biết, cũng tính lập gia đình. Thì hai người đã quyến luyến nhau rồi, tức là đi tới hôn nhân, đi tới đám cưới đó. Biết rồi dứt là lánh cổ. Mà lánh là lánh cái mặt cổ thôi, chứ nằm cũng thấy, mà đi cũng thấy, ngồi cũng thấy, đứng cũng thấy, ở đâu cũng thấy cô hiện ra hết. Phải niệm Phật A Di Đà mà được vậy là vãng sanh đó. Phải không? Niệm Phật A Di Đà niệm hoài mà không thấy Phật hiện. Còn cái này không có niệm, muốn là dứt đi. Càng cố quên lại càng nhớ thêm. Thì trong bài thơ có mấy gì trót yêu rồi, hãy càng quên chừng nào thì nó càng nhớ nhiều chừng đấy. Cho đến nhắm mắt là thấy cổ hiện ra, ngồi ở đâu cũng thấy hiện ra. Trời đất ơi, nó khổ đau làm sao. Nhưng mà thời gian nó sẽ gần hàng gắn vết thương lòng. Thì có vậy thôi. Thành ra mà trả lời khi mình đã thương vợ rồi mà bây giờ nó lấy trai thì ly dị với nó là hết. Tôi nói dốt, ông này chưa biết cái gì hết. Cuộc đời có đi vô đó rồi mới biết. Thành ra Nguyễn Công Trí nói cái tình là cái chi chi, dầu chi chi cũng chi chi với tình. Không chơi dễ, đa tình là dở. Mà đã mắc vào đố gỡ cho ra. Đa tình là dở mà mắc vào đố gỡ cho ra. Khéo quấy người một cái tinh ma, trói buộc kẻ hào hoa biết mấy. Thành ra trong đời sống của con người, Đức Phật sợ, sợ nhất có hai cái đó. Nếu dứt được là đắc quả thứ ba. Một là sắc đẹp, hai là tiền bạc. Có hai cái này thôi. Như hai cái miếng mật nằm trên lưỡi dao. Kẻ nào dạy kê lưỡi liếm, đứt lưỡi đứng đó. Thì kẻ dạy là ai? Là tôi và quý vị. Ai qua khỏi cái đó chưa? Ai qua khỏi rồi đưa tay tôi coi nè. Qua khỏi cái sắc đẹp, qua khỏi cái tiền bạc. Người nam thì khó nhất là cái xác, người nữ khó nhất là cái tiền. Thành ra người xưa người ta nói, người ta dùng lửa mà thử vàng, dùng vàng thử đàn bà, dùng đàn bà thử đàn ông.
Vượt qua hai cái này thì gần tới A-la-hán rồi đó. Tôi bây giờ cũng chưa vượt nổi. Thành đâu có gì tin tôi tưởng đâu tôi A-la-hán. A-la-hán dột, hồi đó A-la-hán. A-la-hán trái rồi đâu. Thành nó được mấy vị đi sâu vào 15 mạng chúng sanh, mấy vị mới biết ngán mình, mới biết sợ mình, mới là không tin mình. Quý vị tin tôi cho nói thật, quý vị là tôi chưa hề tin tôi. Tôi theo dõi tôi tùm lum, chưa tôi chưa yên đâu. Nhưng mà cái giáo lý tôi nói mép thì tôi nói hay lắm. Nhưng mà sống được như nó thì tôi phải nói trời ơi. Thành ra tôi muốn mỗi vị trở về với mình, đừng có tin ai hết. Dầu đó là Phật Thích Ca, ai cứu mình? Vì thường thường nói Phật Thích Ca mốc xị, Phật A Di Đà mốc xị, không ai cứu mình hết á, chỉ có mình cứu mình. Cứu bằng cái gì? Bằng giới luật. Thì có giới là cái thân mới an, như vậy là được chưa? Chưa. Cái thân là cái tai sai của cái tâm, cái định. Mà nếu cái thân con yên thì cái tâm làm sao định được? Thì phải giữ năm giới tệ lắm. Mà muốn cho tu được tâm định nữa là phải năm điều lành nữa. Không sát sanh mà phải phóng sanh, không trộm cắp mà phải bố thí, tôi đó. Mỗi vị phải trả. Mà mấy vị tưởng đâu tôi khó. Tôi không khó đâu, tôi muốn vị thành Phật. Mà thành trời tôi còn không muốn đấy. Mấy ông bà trời dữ lắm. Hiền thì không ai hiền bằng, mà giữ thì không ai giữ bằng. Anh nói mấy ông bà này đánh kính mà cũng đánh sợ. Tôi cho chúng ta phải dùng hai cái. Nếu chịu tu không ai bằng, mới vị thành Phật bà hết. Còn không tu mới vị quậy đó thì quả địa cầu này cũng vắng luôn. Bây giờ mình thông minh mà. Mà thông minh nên nhớ không phải là trí huệ. Trí huệ là người hiểu biết hết tất cả. Thông minh là không cần hiểu biết tất cả, hiểu biết mình. Mình là cái gì hiểu biết? Mình là sắc thân, là cảm giác, là tư tưởng, là ý chí, là kinh nghiệm, kiến thức, ký ức, kỷ niệm, tội phước. Có năm phần này. Mà làm sao hiểu nó sư? Làm sao thì không hiểu được. Cái đạo Phật nó dạy. Làm sao tức là phải cải sửa, mà cải sửa thì qua cái cao thượng. Còn không cải sửa thì ở bốn đường ác. Phải lặng lẽ nhìn nó như là nó. Thì bữa cá, thì tóm lại bữa nay, tôi muốn nói quý vị cái thứ nhất đó. Tôi không phải là bác ở vấn đề hội Long Hoa, mà tôi không phải là chấp nhận vấn đề hội Long Hoa. Mà tôi muốn quý vị phải thấy rõ, chẳng những cái hội Long Hoa mà còn nhiều cái hội khác nữa. Lúc qua cái này còn nhiều cái sấm giảng, nhiều cái thiên cơ, nhiều cái đoán về tương lai, không ích lợi gì cho quý vị hết. Có thể không. Mà có hay không là do quý vị, do cái tập thể. Nó làm sao mà con chuyển hóa tập thể sư? Đúng. Bây giờ thế giới này 6 tỷ người mà hết 5 tỷ mấy người ta làm ác rồi, con làm sao được? Và chưa hiểu đạo Phật. Quý vị liên can chứ chẳng những cái quả địa cầu nào liên quan với toàn thể quả địa, vô số vô lượng quả địa cầu. Như nãy tôi nói, quý vị là thành phần gia đình. Nếu quý vị hư thì cha mẹ, anh em, con cái, vợ chồng nó sẽ hư hết. Ảnh hưởng gần mực thì đen. Còn nếu quý vị nên đó, thì gia đình quý vị sẽ ảnh hưởng nên. Rồi gia đình nên thì cả cái xã hội của Trà Vinh này sẽ nên. Mà Trà Vinh nó là một cái thành phần của nước Việt Nam, thì ảnh hưởng tới mấy tỉnh khác thì tỉnh nước Việt Nam sẽ tốt. Mà nước Việt Nam tốt ảnh hưởng tới Lèo, Cao Miên, Nga, Mỹ thì cả thế giới này sẽ tốt. Mà thế giới này tốt thì cả vũ trụ ảnh hưởng tốt. Nó là một cái dây chuyền. Thành ra bây giờ thay vì quý vị cứu quả địa cầu này, cứu thế giới này, quý vị cứu mình. Tôi bảo đảm cứu mình là cứu tất cả. Nhưng con cứu con mà 6 tỷ người không tu thì sao sư? Vẫn bình an, tôi bảo đảm. Nó còn cái cộng nghiệp và cái biệt nghiệp. Dầu quả địa cầu tới ngày, tới năm thìn gì đó mà nó nổ nó chết đi, thì quý vị có thể không chết. Mà quý vị có chết đi
Thì cái linh hồn quý vị nó là thông minh sáng suốt, dạy gì nó đi xuống địa ngục, nó dạy gì sanh ra nhờ cờ bạc, nó dạy gì sanh ra mấy người sai sỉnh. Nếu mà nó niệm Phật đếm từ 1 tới 10 niệm khỏi khói bếm thì nó hên xui. Còn khỏi cần niệm Phật thì nó sanh về cõi trời. Tự lực nó sanh bởi định lực nó rất mạnh. Nó biết con đường nó đi, khỏi cần nhờ ai hết. Còn nếu nó thông minh nữa, thôi cõi trời hưởng hết phước sung sướng thiệt, tôi muốn về cõi Phật. Thì học giáo lý thêm một cái phát nguyện, duy nguyện vãng sanh. A-di-đà ơi, con muốn không muốn về cõi trời đâu, con muốn về với giáo hội của Ngài thôi, về đó rồi con đi tới Như Lai. Thì A-di-đà phải hỏi, con giữ năm giới được chưa? Định lực con mạnh chưa? Con đủ cái định lực để về cõi trời chưa? Bạch Đức Thế Tôn, con khỏi cần niệm Phật, vẫn có tiếng niệm Phật. Thì A-di-đà ok thôi, thôi con về. Ngài chỉ chiếu hào quang tới để mà ứng như cái cảm của mình. Mình cảm mạnh thì Ngài ứng mạnh, sanh về thượng sanh. Mình cảm vừa vừa, ứng vừa vừa, trung sanh. Ngài cảm yếu thì Ngài cho mình về hạ sanh. Mình không cảm thì Ngài không ứng. Nên nó chỉ cần cảm mà muốn cảm là phải nhất niệm. Mà nhất niệm yếu thì hạ, mà nhất niệm vừa thì trung, nhất niệm mạnh thì thượng. Được chưa? Bây giờ còn thắc mắc cái gì nữa không? Thấy an ổn chưa? Còn sợ chết nữa không? Rồi năm tới mà có địa cầu có tan, mình có sợ không? Rồi địa cầu nó không tan, nó qua năm khác, mình bỏ tu không? Hay vẫn tiếp tục tu? Tu cho mình hay tu cho Đức Phật? Làm ác đã rồi kêu A Di Đà Đức Quan Âm cứu con được không? Ai cứu mình? Phải nắm cái chỗ đó, không ai cứu mình hết, chỉ có mình cứu mình thôi. Thì cái tiến của mình, tiến trình của mình đó, sau khi mà thấy một cái gì, nhìn cái gì, thì đó là địa ngục, chưa có cái biết. Thì tôi giảng kỹ ở Ngọc Trường, rồi sau đó có cảm giác dễ chịu, khó chịu, không dễ, không khó, đó là ngạ quỷ. Rồi tại sao có cảm giác này, đó là súc sanh. Rồi bây giờ chưa có ý chí, chưa có nghiệp, bây giờ bắt đầu cõi người có nghiệp, mới bắt đầu cải sửa, có luân lý, có bổn phận, có trách nhiệm. Loài thú không có trách nhiệm nha, không có luân lý, nó giao cấu loạn xà nâu. Hãy nó đói bụng đó thì nó ăn thịt con đó. Con người không có vụ đó, con người mà ăn thịt con là con thú, thành là con người có ý chí, có bổn phận. Cha thì có bổn phận với con, nuôi nấng nó. Con thì có bổn phận, cha mẹ phải có hiếu. Thì đây là loài thú không có cái đó, chỉ có loài người. Thì phải giữ năm giới là bắt đầu có nghiệp. Ý chí chúng ta kêu là nghiệp. Mà nghiệp nhiều khi đó là ấu trĩ. Cải sửa mà không có kinh nghiệm, có kinh nghiệm bắt đầu cõi trời dục giới. Mời cõi trời dục giới kinh nghiệm còn kém, tới cõi trời sắc giới trung nghiệm bắt đầu dồi dào. Tới cõi vô sắc duyên nghiệm rất là dồi dào. Thì sanh về cõi không có sắc thân, sống hàng tỷ tỷ tuổi, nhưng mà vẫn nằm trong cái nhàm chán. Thì bây giờ qua đạo Phật là thấy rõ những cái diễn biến đó, mà không cải sửa, không phê phán, không có siêu mà cũng chẳng có đọa, thì đó là Phật không dính mắc cái gì hết. Dầu bốn đường ác cũng không dính mắc, ở trong bốn đường ác mà thấy rõ nó. Còn cõi người trời ở trong bốn đường ác thấy một cách mờ mờ, sợ quá, chỉ quán, đè xuống quán sát vô thường hơn ái, giọt trốn. Người tới cõi trời sắc giới thấy người trời bòn bơ bơ quá, không được, giọt trốn. Còn nhập lưu thấy rõ ở đó không dính mắc. Người tới nhất vãng lai thấy rõ người trời ở trong đó không dính mắc, giọt lên. Rồi tới bất lai thì thấy rõ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền không dính mắc. Nhưng mà tứ thiền chưa thấy rõ lọt vào đó, A-la-hán thấy toàn diện. A-la-hán không dính mắc vào dục giới, sắc giới, vô sắc. Thì đó là Phật xong. Thành A-la-hán ở đâu cũng được. Trả nghiệp nhưng mà không dính mắc vào nghiệp. Trong một cái nghiệp đau khổ có một cái gì không hề đau khổ. Cái này Phật tử là đón đường hỏi tôi. Xin nói trong cái đau khổ có gì không hề đau khổ.
Ở trong cái nhức nhối có việc gì không hề nhức nhối, mà sao con không thấy được cái không nhức nhối? Tôi nói ông muốn thấy thì ông phải niệm Phật trước. Ông niệm Phật khỏi cần niệm, có tiếng niệm Phật không? Nếu con chưa, thôi chưa, đừng có qua cái mà không nhức nhối. Ông phải qua cái đó đi. Rồi vô Ngọc Vân nghe tôi nói, rồi ông tha thiết, ông trăn trở nó, ông bất mãn nó, ông sẽ nhận được. Mà nói với con không nhận được rồi sao sư? Không nhận được thì thôi, thì giờ làm sao? Đâu mà không có làm sao. Thì thôi, tới bây giờ, tới đây thì quý vị nghe rõ không? Thì hôm nay có hai điều thôi. Một điều thứ nhất là quý vị sống với hiện tại, ngay bây giờ và tại đây. Đừng có nuối tiếc quá khứ đã qua rồi. Và nó sẽ trổ cái quả ngay hiện tại. Quý vị phải cải sửa hiện tại. Và tương lai quý vị đừng mong cầu nó. Đừng có mơ mộng nó, tương lai nằm ở trong hiện tại. Quý vị giữ giới, ăn chay, làm lành đi. Bảo đảm trong tương lai xấu, tôi xin xuống địa ngục. Tương lai nằm ở trong hiện tại, quá khứ cũng nằm trong hiện tại. Thì sống hiện tại. Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra mỉm miệng cười. An trú trong hiện tại, giờ phút đẹp tuyệt vời. Nhưng không phải là đạo Phật. Nhớ chỗ đó. Đây là tứ thiền của cõi trời sắc giới. Còn đạo Phật là an trú trong hiện tiền. Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra mỉm miệng cười. An trú trong hiện tiền, sát na đẹp tuyệt vời. Chứ không có hiện tại. Hiện tại thì có quá khứ, có vị lai. Còn sát na thì không có quá khứ, không có hiện tại, không có vị lai. Đó là ông Đức Sơn gặp ông Long Đàm, gặp bà lão bán quán. Thì ông vô xin điểm cái tâm. Thì bà lão nói, ông xách cái gì mà coi bộ nặng quá vậy? Nói tôi xách kinh Kim Cang để lên phá cái ổ của ông Long Đàm, là sư phụ của bà đấy. Thì nó, ầy, cũng dữ không? Vậy thì Đại Đức vô đây, muốn ăn cái gì? Nói tôi muốn đủ thứ hết. Bánh bao, hủ tiếu, mì, chai, bất cứ gì bà dọn ra để hết, tôi đói quá trời. Nói được, bây giờ Đại Đức trả lời cho tôi một câu đi. Được, tôi xin cúng dường hết, còn không mời ra khỏi quán. Không đãi cái gì hết. Bây giờ quý vị nói, Đại Đức nói, Đại Đức chú giải kinh Kim Cang, mà kinh Kim Cang có một câu độc đáo nhất, là quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại bất khả đắc, vị lai bất khả đắc. Đại Đức vô đây nói điểm cái tâm, mà điểm cái tâm nào? Tâm quá khứ hay tâm hiện tại hay tâm vị lai? Mà trong Kim Cang nói không có tâm nào hết. Ông Đức Sơn ông vỗ cái trán, ông suy nghĩ để trả lời. Ông đã chết cha rồi. Ông về gặp bà lão bán quán này, ông hỏi một câu mà cái Kim Cang là cái kinh gối đầu giường, cái kinh ruột của mình. Bà hỏi một câu mà trả lời không được. Bà lão nói Đại Đức hiểu thì hiểu, hiểu liền, không hiểu thì thôi. Mà vỗ trán suy nghĩ, một phút suy nghĩ đó thì mây bay ngàn dặm. Mời Đại Đức ra khỏi quán. Chúng ta thấy đạo Phật đâu phải dễ. Vị tổ, ông Tiền Sư Đức Sơn là tu thiền hồi nhỏ, 30 mấy 40 năm mà không hiểu đạo Phật. Bà lão bán quán thôi mà nắm vững. Đức Sơn đứng dậy quẩy cái tù ti ra khỏi quán, bụng thép ve. Thì thôi tôi nói vậy, quý vị về suy nghĩ lên, coi cái hiện tại với cái hiện tiền khác nhau làm sao. Hiện tại là quý vị, mà tôi năn nỉ quý vị làm sao được sống hiện tại là đủ rồi. Còn cái hiện tiền thì thôi, tôi cũng chưa làm được. Hiện tiền là giải thoát, hiện tại là luân hồi. Luân hồi vào cảnh giới cao thượng. Mà chính cái cao thượng quý vị qua đạo Phật rất mau. Còn dừng ở đây, luân hồi trở lại. Quý vị muốn cái nào muốn, mà nếu không có cái hiện tại này, quý vị không qua cái hiện tiền được. Thôi vậy, trước khi dứt lời, một lần nữa tôi xin chứng minh cho các ngài xuất bá, toàn thể pháp hội của chúng ta cũng như toàn thể pháp giới chúng sanh đều chóng vãng sanh cực lạc và thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật.